Chào mừng tất cả các quý vị phụ huynh, các bạn học sinh và sinh viên đã tham gia cái chương trình livestream ngày hôm nay cùng với cả đại diện của trường Kaplan Business School và công ty Australian Pathway Consulting APC. Mình tên là Minh Lê, mình đến từ công ty APC và ngày hôm nay rất là vui mừng tham gia livestream cùng với APC thì có đại diện của bên trường Kaplan Business School, có chị Vanessa là đại diện Regional Manager về tuyển sinh của khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra cũng rất là vui mừng đón chào hai bạn sinh viên hiện tại của trường Kaplan Business School là bạn Vũ Khánh Linh và bạn Trần Bảo Gia Trân. Thì cảm ơn hai bạn rất là nhiều đã tham gia cái chương trình ngày hôm nay cùng với cả bên Kaplan Business School và công ty APC. Trong ngày hôm nay thì mục tiêu chính của cái buổi livestream ngày hôm nay là sẽ chia sẻ với các bạn những cái thông tin về các khóa học của trường Kaplan Business School, các chương trình học bổng, các hỗ trợ của trường cho các bạn sinh viên. Và cũng có thể là chia sẻ thêm kinh nghiệm học hỏi từ các bạn sinh viên hiện tại đang học tại trường Kaplan Business School. Và các bạn nếu có bất cứ cái câu hỏi gì cho những diễn giả ngày hôm nay thì các bạn có thể ghi vào cái phần comment ở trong phần Facebook và đại diện của bên Kaplan Business School, bên APC, chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi đó. Và một điều nữa rất là vui mừng để mà chia sẻ với các bạn thêm, đó là trong cái buổi livestream ngày hôm nay, nếu các bạn sinh viên đặt các cái câu hỏi cũng như là tham gia active trong cái livestream này thì các bạn sẽ nhận được hai cái phần quà rất là đặc biệt. Thứ nhất là một phần quà đến từ phía trường Kaplan Business School, là trường sẽ miễn phí cái enrollment fee cho các bạn. Miễn phí enrollment fee, nếu mình nhớ không nhầm là cũng phải gần 300 đô của anh Vanessa. Và cái thứ hai nữa là và thứ hai nữa là bên phía APC sẽ có một phần quà đặc biệt, đó là bên mình sẽ tặng một cái voucher 100 đô cho các bạn khi mà đăng ký cái khóa học ở Kaplan Business School với APC. Thì trước tiên để bắt đầu livestream ngày hôm nay thì mình Tessa có thể giới thiệu một chút xíu về Kaplan Business School cũng như các cái khóa học của trường cho các cái bạn sinh viên cũng như là phụ huynh ngày hôm nay được không? Vâng, chị Minh, em rất là cảm ơn là bên công ty APC của mình đã mời em đến tham dự cái buổi livestream ngày hôm nay để có thể giới thiệu về Kaplan Business School, đồng thời các khóa học mà nhà trường đang offer đến cho sinh viên của mình. Thì trước tiên khi mà em giới thiệu về chương trình của trường đó thì cho em xin phép là share cái slides của bên em để sinh viên khi mà nhìn vào để có thể hiểu được và nắm được cái thông tin một cách nhanh nhất. Chị cho em một chút nhé. Quá good. Cảm ơn Vanessa rất là nhiều. Thì các bạn có thể theo dõi cái phần PowerPoint mà Vanessa chia sẻ và có bất cứ câu hỏi nào thì các bạn có thể type vào trong cái mục comment. Về phía trường Kaplan Business School thì bên trường cũng là một trường rất là nổi tiếng ở Úc và có cái campus ở rất là nhiều các cái thành phố ở Úc. Thì về phía bên APC thì đã cộng tác với cả bên Kaplan Business School rất là nhiều năm và đồng hành với rất nhiều bạn sinh viên theo học tại trường Kaplan Business School. Đây, ok, mình thấy cái slide chia sẻ của Vanessa rồi. Vâng, em cảm ơn chị Minh. Thì trước tiên em muốn xin giới thiệu rất sơ về tập đoàn Kaplan. Thì khi mà nhắc tới Kaplan thì rất là nhiều sinh viên đã nghe được cái danh tiếng của trường, của tập đoàn là rất là nhiều năm trước rồi. Thì trước khi mà thị trường của Úc nở rộ ra cho sinh viên Việt Nam của mình thì Kaplan Singapore là một trong những trường là có cái bước tiến đầu tiên vào thị trường Đông Nam Á. Thì chắc chắn sinh viên Việt Nam của mình đã nghe về Kaplan, Kaplan Singapore đúng không ạ? Thì kể cả Kaplan Singapore lẫn Kaplan Business School thì đều trực thuộc một tập đoàn lớn là của Kaplan. Thì cái lịch sử của tập đoàn đã có hơn 80 năm nay rồi, với cái mốc phát triển đầu tiên là từ năm 1938, được tạo ra, tập đoàn được tạo ra bởi ông Stanley Kaplan với một cái mô hình là về giống như là gia sư, nó khá là đơn giản và nhỏ thôi, nhưng mà cái mô hình này nhanh chóng được mở rộng ra và sau đó là có những cái business khác được đưa vào thêm cho tập đoàn và cái sự phát triển ngày càng lớn mạnh. Thì ở Mỹ thì họ có là Kaplan ở Mỹ này, ở Canada, đồng thời là chuyên dạy về tất cả các khóa về English cũng như là những cái chương trình về giáo dục khác. Thì tập đoàn là mở rộng ra cho cái milestone là expand ra cho international vào năm 1993 và hiện tại thì tập đoàn hơn 400 cơ sở trên 30 nước.
Vâng, thì đối với Kaplan ở Úc ấy, thì cái bước tiến đầu tiên cho Kaplan của Úc đó là vào năm 2006 thì Kaplan đã đặt bước chân đầu tiên đến Úc, và hiện tại thì thì tập đoàn có focus vào bốn cái business chính. Thứ nhất là Kaplan English, thì nếu như mà APC chẳng hạn có những sinh viên mà cần phải học English trước khi vào khoa chính thì thường các em sẽ học qua Kaplan English trước. Tiếp theo là có Kaplan Professional là chuyên dạy những cái khóa short courses online, nhất là cho những sinh local students ở tại Úc. Thì những cái khóa của Kaplan Professional này thì không có cung cấp COE, và nó không phải là Christ Courses, cho nên là những cái khóa này thì thường là sinh viên local theo học thôi. Thì cái này em chỉ giới thiệu để cho mình hiểu được cái profile của trường. Ngoài ra thì nhà trường có Kaplan Business School, thì là trường mà em đang làm đại diện tuyển sinh. Và ngoài ra một cái bộ phận business cuối cùng đó là Kaplan Pathway, thì chuyên có pathway với các trường uni lớn, ví dụ như là University of Adelaide. Và bên trường đang tuyển sinh cho ba location, đó là ở thứ nhất là Adelaide, Melbourne, và đồng thời là ở Perth là tuyển cho trường đại học Murdoch. Đó thì em xin giới thiệu như vậy thôi, nhưng mà hôm nay em chỉ nói về Kaplan Business School bởi vì đây là trường mà em làm đại diện tuyển sinh. Kaplan Business School được thành lập là từ năm 2008, đến nay là được 12 năm rồi ạ. Thật ra đó là năm thứ 13 hoạt động, nhưng mà đã tròn 12 năm rồi. Thì với cái campus đầu tiên á, là vào ở Adelaide. Mọi người đều nghĩ tới campus đầu tiên chắc chắn là phải ở Sydney, nhưng không. Cái campus đầu tiên của bên em là ở Adelaide, và sau đó là trường có mở rộng cái chi nhánh ra ở Melbourne, Sydney, đồng thời ở Brisbane là cái campus cuối cùng trước thời điểm năm. Vào đầu năm nay thì nhà trường của em đã có thêm một cái campus mới ở Perth nữa. Thì hiện tại là Kaplan Business School là có tới 5 campus ở 5 thành phố chính của nước Úc. Có rất là nhiều sự lựa chọn cho sinh viên Việt Nam cũng như sinh viên quốc tế của mình theo học tại trường. Nhất là với cái tình hình hiện tại là có nhiều cái ưu tiên cho các bạn theo học ở những cái vùng miền như là ở Úc, đồng thời là ở Nam Úc. Yeah. Thì hiện tại thì cái số lượng mà alumni là những sinh viên mà đang và đã theo học ở trường nó lên tới hơn 5.000. Nhưng mà hiện tại cái con số mà em đang share ở đây là vào cái brochure được design vào cuối năm ngoái, cho nên là nó chưa có được up to date. Nhưng mà hiện tại cái số lượng sinh viên đã tốt nghiệp ở trường là trên 5.000 sinh viên đó. Và hàng năm như vậy thì bên em là có rất là nhiều sinh viên đạt được cái kết quả học tập xuất sắc đó. Như ở đây là tụi em có cái con số là 1.300 sinh viên, có nghĩa là mọi người thấy đó. Ví dụ như bên em có khoảng 4.000 sinh viên đang theo học hoặc 5.000 sinh viên, thì cái số 1.300 này nó cũng chiếm là khá là nhiều, đúng không ạ? Cái tính tỷ lệ phần trăm nó khá là cao trong cái số lượng sinh viên đang theo học, chứng tỏ là cái chất lượng giảng dạy của trường nó cũng khá là tốt. Đồng thời cái số lượng sinh viên á từ hơn 80 nước trên thế giới. Và bên em chỉ focus vào cái cách dạy là nó một cái mô hình là small class size, để cho sinh viên có cái nhiều cái sự tương tác với lại giáo viên và các bạn trong lớp hơn, là cái mô hình mà dạy trong một cái môi trường rộng lớn ở một cái lecture hall nó lớn ở các university. Đó là một trong những lý do mà cái chất lượng giảng dạy của bên em nó cũng khá là tốt, từ vì sinh viên đều được có cái sự quan tâm là cần nhất của giáo viên đến các bạn. Ok, tiếp theo thì em, nếu mà bên mình không có câu hỏi gì thì em sẽ đi tiếp vào những cái phần chính của bên trường á. Thì không biết là chị Minh hoặc là các bạn có câu hỏi gì cho em hay không ạ? Cảm ơn Vanessa rất là nhiều. Thì có thể thấy là bên trường Kaplan thì mặc dù mình mới bắt đầu ở Úc từ năm 2008, nghĩa là hơn chục năm thôi đúng không? Thế nhưng có thể thấy là mình đã phát triển rất là nhanh và có campus ở hầu hết tất cả những cái thành phố lớn của Úc. Thì đây chính là một trong số những cái gọi là lợi thế của Kaplan so với các cái trường khác. Tại vì các bạn sinh viên có được cái sự lựa chọn rất là dễ dàng. Các bạn có thể học ở các thành phố lớn, hoặc các bạn muốn có những cái trải nghiệm khác thì cũng có thể đến những cái thành phố nhỏ hơn, và hoàn toàn vẫn có thể theo học những cái chương trình học mà đạt chuẩn của Úc cũng như là của quốc tế. Thì mình nghĩ những cái thông tin này rất là thú vị. Mình nghĩ là hôm nay thì có khá là nhiều các câu hỏi của các bạn, nhưng có lẽ mình sẽ để cho cái phần sau. Sau khi Vanessa giới thiệu chung về trường, về khóa học, sau đó thì chúng mình sẽ đi đến cái phần Q&A ha.
Dạ vâng, em cảm ơn chị Minh. Thì trước tiên đi vô cái phần mà chương trình giới thiệu về chương trình học đó, thì em muốn xin chia sẻ một số cái điểm mạnh của trường. Thứ nhất, mặc dù là business school thôi, nhưng mà cái chất lượng giảng dạy nó khá là tốt và cái cơ sở vật chất nó cũng khá là khang trang. Thì đối với cái thứ hạng của trường á, thì hiện tại bên em á, nếu mà xếp vào thứ hạng mà xin visa thì bên em đang nằm trong cái top là risk rating level one, xin lỗi, provider risk rating one, có nghĩa là cái thứ hạng cao nhất, nghĩa là những sinh viên mà khi apply ở trường level one như trường của em thì là thường là bộ ý chú họ có một cái sự ưu tiên nhất định là có khả năng là sẽ không xét tài chính, và đồng thời một số bạn chưa có điểm IELTS cũng có thể là xin được visa để trước khi đi theo học của bên em. Nó có cái sự xét visa nó một cách nó dễ hơn so với các trường ở level 2 và level 3. Thì có rất là nhiều bạn hỏi em á, là trường của chị là ranking như thế nào, nó có phải là university hay không, hoặc là bằng cấp của Kaplan Business School thì nó khác biệt gì so với lại các bằng của các trường university. Thì em cũng muốn xin giải thích ở đây luôn. Với Kaplan Business School, lý do tại sao bên mình gọi bản thân trường là Kaplan Business School mà không gọi trường là university, mặc dù là những cái khóa dạy á, là bachelor lẫn như là thạc sĩ, đó thì đều là những cái khóa tương đương với lại những cái khóa của trường uni dạy. Thì các bạn hiểu ở đây là khi là gọi là một trường university ấy, thì các bạn phải có ít nhất là khoảng 4 đến 5 khoa trở lên. Nó gọi là thì mỗi khoa như vậy thì họ sẽ focus vào một cái industry khác biệt. Ví dụ như là để có một trường uni thì bạn phải có một, thứ nhất là khoa business faculty hoặc là health faculty, là để dạy cho những bạn mà học về trong ngành y, hoặc là có thể là về kỹ thuật chẳng hạn, đó là engineering faculty, hoặc là có những cái faculty khác, thì khoảng 4 đến 5 faculty như vậy thì mình mới có thể là gộp lại và trở thành một university. Đó, thì riêng Kaplan Business School thì hoạt động nó giống như là một khoa của một trường đại học. Bởi vì các bạn nghe cái tên đó là Business School thì nhà trường chỉ chuyên dạy về business thôi, cho nên là bên trường của mình không có những khóa về health hoặc là về engineering để có thể là form thành một cái university được. Bản thân như những trường như là Monash hoặc là Melbourne University thì họ cũng có những cái business school trong trường của họ. Ví dụ như là Monash Business School hoặc là Melbourne Business School thì đó là những cái school trực thuộc trường uni. Thì đó là cái sự khác biệt, tại vì bên mình không có nhiều khoa, không thể nào mà gọi bản thân mình là university được. Đó, nhưng mà do là nó chỉ focus vào business thôi, cho nên là nhà trường là chỉ chuyên đào tạo và có rất là nhiều cái gọi là cái bí kíp trong cái việc giảng dạy trong cái ngành business này, và nó khá là nổi trội trong cái lĩnh vực đào tạo cho sinh viên quốc tế. Thì nói tới business thì thường là sinh viên chỉ nói tới business school của Kaplan là chính. Okay. Cảm ơn Vanessa rất là nhiều. Mình nghĩ cái thông tin này rất là thú vị, tại vì là với nhiều các bạn sinh viên ở Việt Nam ấy, hoặc là các phụ huynh ở Việt Nam ấy, thì mọi người cũng chưa có hiểu nhiều lắm về cái sự khác biệt giữa cái trường business school và các cái trường university như thế nào. Và để trước khi mà phụ huynh đưa ra được cái quyết định là cho con em mình theo học cái khóa nào, thì họ cũng cần phải biết những cái thông tin về ranking của trường, về cũng như là cơ sở vật chất của trường ra sao, rồi hỗ trợ của trường với sinh viên như thế nào. Thì có thể thấy rằng là sau một cái thời gian làm việc với cả Kaplan Business School đó, thì có thể rất là tự tin mà nói rằng là trường có cái chất lượng giảng dạy rất là tốt, cộng với cả như Vanessa nói là trường hiện tại đang ranking là number one, đúng không? Về cái khi mà ranking visa đó thì cũng là một lợi thế rất là nhiều cho các bạn sinh viên ở Việt Nam nếu mà cân nhắc muốn sang bên Úc để mà theo học. Thì đây cũng là một trong số những cái điểm mạnh của trường, và rất là hy vọng là trong ngày hôm nay, qua cái buổi livestream ngày hôm nay, thì các quý phụ huynh cũng như các bạn học sinh sẽ có thêm cái thông tin và sẽ có được nhiều những cái hỗ trợ của trường trong cái thời gian tới. Cảm ơn Vanessa rất là nhiều về những cái thông tin thú vị này. Dạ vâng, em cảm ơn chị Minh. Thì em muốn xin nói thêm vô cái điểm đó là về ranking, thì có thể là bên em không có cái ranking như các uni, tại vì thường khi mà nhắc tới ranking thì người ta chỉ xếp hạng các school gọi là uni trở lên thôi, thì họ không có cái ranking cho những cái college hoặc là những cái business school như là Kaplan Business School đây. Đó, thì nhưng mà có một số cái điểm mạnh mà em muốn xin nhấn mạnh ở đây. Thì ở Úc thì có hơn 170 là higher education provider, có nghĩa là những cái
những cái trường mà dạy cái chương trình cử nhân và thạc sĩ trở lên thì nó mới gọi là higher education provider. Thì bên trường của em á thì chị biết rồi đó, là mỗi năm như vậy thì chính phủ Úc họ thường có một cái survey, có nghĩa là cái cuộc khảo sát đối với sinh viên quốc tế, những bạn mà đã từng theo học ở những cái higher education này, để xem cái feedback của họ cho những cái trường đó thì như thế nào. Thì Kaplan Business School là được đánh giá cao hơn tất cả các trường uni với cái mức độ là student service support á, là bên em là cao hơn tất cả các trường uni luôn. Đó thì cái này là một cái sự thật chứ không phải là bên em tự vào cái survey đó mà bên em đưa ra được cái kết luận như vậy. Đó. Và đây ạ, đây là cái dòng highlight của trong brochure là ranked higher than every public Australia university. Đó, trong cái mạng student support. Đó, thì 2 năm liền liên tiếp là bên em là được công nhận như vậy. Và cũng vì cái lý do này mà bên trường Kaplan Business School được nominate cho cái giải là a pioneer. Có nghĩa là cái giải mà nó giống như là một cái giải Oscar nhưng mà cho những cái... giáo dục vậy chị. Đó có nghĩa là hàng như vậy thì toàn cái tổ chức giáo dục toàn cầu Pioneer Awards ấy, thì họ sẽ trao giải cho những cái tập đoàn giáo dục hoặc là những trường mà có cái kết quả xuất sắc trong một số cái lĩnh vực. Thì Kaplan Business School thì được nominate trong cái giải là Student Support này trong 2 năm liền của năm 2019 và năm 2020. 2020 thì chưa được trao giải cho nên không biết là năm nay có được giải hay không. Nhưng mà kể cả khi mình nói đến giải Oscar, cho dù mình không đạt tượng vàng nhưng mình được nominate thì nó cũng là một cái vinh dự rất là lớn. Bởi vì mình là không những là compete với tất cả những cái university ở trong nước mà ngoài ra còn với lại những cái tập đoàn giáo dục khác ở toàn cầu nữa, thì nó cũng là một vinh dự rất là lớn ạ. Đó thì đó là cái mà em muốn chia sẻ để mọi người có thể hiểu về cái chất lượng giảng dạy cũng như là cái độ chuyên nghiệp của bên trường Kaplan Business School. Thì em xin nói về cái điểm chính sau đây. Thì đối với sinh viên mà khi học ở Úc thì có rất là nhiều sự lựa chọn ở những cái location. Thì em nghĩ là em sẽ dành cái này cho bên Australia Pathway Consultant tư vấn cho sinh viên của mình. Em thì nói đến những cái điểm chính là cái chương trình học tập thôi. Trước tiên á, thì đi vô cái chương trình học á, thì có rất là nhiều bạn là hay thắc mắc về cái việc là study online. Tại vì đây là cái giai đoạn COVID, thì cái giai đoạn mà nó khá cảm không những là sinh viên ở trong nước lẫn sinh viên ở Việt Nam cũng đang phải là thay đổi cái cách thức học tập để nó phù hợp với lại cái tình hình hiện tại. Không những là những bạn theo học ở Úc, những bạn là theo học ở trong Việt Nam, ở những cái trường Việt Nam cũng nhiều khi cũng vẫn phải học online. Những cái em từ cấp 1 cho đến cấp 3 lẫn đại học cũng phải thích nghi với cái mô hình này. Thì em muốn chia sẻ một cái video ở đây để mọi người có thể là hiểu được cái cách mà bên em giảng dạy online nó như thế nào. Cảm ơn Vanessa rất là nhiều. Study online at Kaplan Business School with confidence. We've got you covered now and into the future. Whether you study online or on campus, you'll have access to our world-class education with industry-leading support. Our online learning programs focus on delivering a highly engaging and interactive educational experience. Whether it is face-to-face class set up or learning online, Kaplan Business School truly supports the students. I have experienced that myself for the past trimesters that I've been studying my course with Kaplan. Get the tools, guidance, and skills necessary for a successful career through Career Central. Or the Career Center, they helped me to find my first internship. So they are really, really helpful. Studying online doesn't mean studying alone. You can attend live weekly webinars and collaborate with your peers in lively interactive forums. Make the best use of your time and start working towards your goal now.
Cảm ơn Vanessa. Mình thấy cái video này rất là thú vị. Thì qua đây là mọi người cũng có thể hình dung được là cái môi trường học online ở Kaplan Business School như thế nào, đúng không? Thì trong video mình thấy có một số bạn sinh viên quốc tế có chia sẻ kinh nghiệm của các bạn trong cái quá trình học online với cả Kaplan Business School. Thì ngày hôm nay cũng rất là vui là mình có được các bạn sinh viên Việt Nam, là các bạn đang theo học trường Kaplan Business School và hiện tại là đang sinh sống ở Úc. Thì các bạn cũng rất là mong muốn có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của các bạn khi mà học ở Kaplan Business School để mọi người có thể hình dung được là môi trường học online ở đây như thế nào và các bạn đã nhận được những sự hỗ trợ gì từ phía trường. Thì hôm nay mình có mời đến buổi livestream ngày hôm nay bạn Trân. Bạn Trân cũng là đại diện của trường Kaplan Business School. Thì Trân có thể chia sẻ với các bạn một chút xíu về kinh nghiệm của em học tập ở bên trường Kaplan Business School, đặc biệt là trong cái giai đoạn này khi mà mọi người đang phải học online không? Yeah, hello chị và các bạn. Em là Trân, hiện tại đang học Kaplan Business School. Thì như mọi người đã biết thì hiện tại dịch cho nên là mọi người sẽ chuyển qua học online. Thì với kinh nghiệm của em thì mỗi tuần em đều nhận được email từ giáo viên gửi cho mình để mình vô link để học online. Thì trong quá trình mà học á, thì mọi thứ diễn ra y như là trên lớp học. Thì giáo viên cũng hỏi rồi mình sẽ trả lời, rồi ngoài ra thì mình còn được tham gia vô group discussion, được gặp các bạn sinh viên khác và nói chuyện. Bên cạnh đó thì mình có thể kết bạn thông qua việc học online trên nhóm. Thì bên cạnh đó lúc mà làm assignment, mà nếu mà mình có gì không hiểu thì mình có thể hỏi email cho giáo viên. Có giáo viên họ đưa số điện thoại và cho mình contact với họ 24/7 luôn. Thì nếu mà mình làm assignment xong á, thì mình có thể là send trước cho Student Support Center and then họ có thể coi trước bài cho mình trước khi mình nộp. Thì họ có thể check grammar, reference. Rất là tốt. Theo em thấy thì học online rất tốt. Cũng như là học trên campus. Ok, cảm ơn Trân rất là nhiều. Những cái chia sẻ của Trân rất là quý, bởi vì là đây đúng là người thật việc thật, từ đại diện từ bên học sinh của trường luôn. Thì cái này cũng sẽ là đúng với cả những cái chia sẻ của Vanessa, như là trong cái survey đó thì các bạn sinh viên cũng đều rating là cái việc hỗ trợ sinh viên của trường Kaplan Business School được đánh giá rất là cao, cao hơn cả các cái trường đại học công lập của Úc. Thì ngoài ra thì trong cái quá trình học thì mình biết là các bạn cũng được hỗ trợ rất là nhiều từ bên phía bộ phận Student Support. Và đặc biệt ví dụ như bên trường Kaplan Business School thì có chị Vanessa cũng có thể nói được tiếng Việt. Thì đây cũng là hỗ trợ rất là lớn cho các bạn sinh viên. Nếu những bạn nào mà cảm thấy là không có thoải mái lắm khi mà trao đổi bằng tiếng Anh với các cái cán bộ khác của bên trường Kaplan thì có thể nói chuyện với chị Vanessa hoặc là các cái bộ phận, các cái anh chị khác trong bộ phận Student Support. Cảm ơn Trân rất là nhiều về cái chia sẻ của em. Thì bây giờ có thể Vanessa giới thiệu thêm với mọi người một chút xíu về một số các khóa học chính của bên trường mình, cũng như những intake mà bên trường mình hay nhận học sinh được không? Như Vanessa đang on mute. Oh really? Yeah. Okay. Chị nghe em chưa? Rồi, chị nghe được em không? Okay. Okay ạ. Vâng, thì em cũng xin bổ sung cái ý của bạn Trân một chút. Thì Trân nó rất là đúng luôn. Thì tất cả các sinh viên hiện tại học online nhưng mà nó là học học live, có nghĩa là sinh viên không có phải xem lại những cái buổi mà record sẵn để mà sinh viên xem cái bài như vậy, mà tất cả các sinh viên đòi hỏi đều phải là join cái lớp đó để mà nghe giảng, đồng thời là có cái sự là giao tiếp giữa giáo viên lẫn sinh viên, chứ không phải là mình chỉ xem lại những cái video được record sẵn ở đó. Tất nhiên là đối với những bạn là gặp khó khăn trong cái việc là join vào một cái buổi học hôm nào đó đều vẫn có thể xem được cái buổi được record lại nếu như miss vào cái lớp live ngày hôm đó. Và đồng thời là Kaplan Business School là thật ra không phải đợi tới khi COVID nó xuất hiện thì mới là có cái online study mode này, mà đã khoảng 7 năm nay là nhà trường là đều có rất là nhiều cái chương trình
dạy online rồi, tại vì không phải đối tượng theo học tại trường chỉ có sinh viên quốc tế không, mà có khá là nhiều sinh viên local theo học nữa. Mà sinh viên local thì thường là họ sẽ chuộng cái hình thức học online hơn là học học tại face to face như bạn như vậy, tại vì nhiều người là vẫn phải đi làm nên là họ lựa chọn cái hình thức này. Đó lý do tại sao mà nhà trường đã có sẵn cái mô hình ở đây rồi, chỉ có là khi mà cái COVID nó xảy ra thì nhà trường mới nhân rộng nó ra hơn thôi. Đó thì rất là cảm ơn Trân đã cho chị cái feedback về cái việc theo học online nó có lợi ích như thế nào mà nó không phải là có cái disadvantage so với lại học face to face. Nhưng mà theo chị nó còn có cái sự thuận lợi hơn là có thể xem lại các bài giảng nếu như mà mình không hiểu một phần nào đó của cái môn học nha. Và các bạn cũng tiết kiệm được cái thời gian di chuyển đúng không? Tiết kiệm đúng thời gian đi đến lớp. Mà trường của em thì còn có lớp buổi sáng, buổi chiều và buổi tối thì nó khá là flexible cho sinh viên theo học đó. Tại vì nhiều trường họ chỉ có những cái buổi dạy vào ban ngày thôi mà giảng viên không có dạy vào buổi tối. Nhưng bên trường của em có các lớp buổi tối nữa cho những bạn mà không riêng gì là trong cái thời điểm này mà cái thời điểm mà sinh viên có thể đi làm bình thường mà chỉ đi làm buổi tối vẫn có thể theo học ở trường. Đó. Vâng. Vâng, em xin nói về cái chương trình học ạ, để bạn có thể là biết được là nhà trường hiện tại đang offer những cái khóa nào. Em sẽ không đi chi tiết từng khóa một thì vì nó sẽ mất rất là nhiều thời gian của mọi người. Về cái chi tiết khóa học thì em sẽ để cho APC là cái bộ phận là tư vấn cho sinh viên trực tiếp, nhưng em chỉ giới thiệu sơ là những cái chương trình của trường đang dạy là những cái chương trình nào và có những cái impact nào. Dạ. Thì trước tiên thì em xin nói tới là về cái chương trình undergraduate, là cái chương trình mà trước đại học đó, thì bên em có những cái chương trình chính như sau. Thứ nhất là Diploma of Business. Về cái khóa này á, thì nó là khoảng một năm học, bao gồm cho 8 môn chính ở đây. Dạ. Và nó sẽ được chia làm 2 học kỳ chính hoặc 3 học kỳ chính và cái nguyện vọng của sinh viên. Miễn ra là trong vòng 3 học kỳ sinh viên có thể hoàn tất 8 môn là được. Về chương trình cử nhân á, thì bên em có tổng cộng là 4 chuyên ngành và ngoài ra thì có một chương trình nó là khá tổng quát, nó gọi là Bachelor of Business cho những bạn nào mà không có nhu cầu là học một cái chuyên ngành nào cụ thể thì các em có thể là theo học cái chương trình này. Thì cái chương trình này thì có tổng cộng là 8 môn chính và 16 môn tự chọn. Và tiếp theo là những cái chuyên ngành riêng thì bên em có Accounting. Và đồng thời là Hospitality and Tourism Management. Thứ ba đó là Marketing và ngoài ra là Management. Đó thì cứ mỗi chương trình riêng như vậy thì nó sẽ có cái số lượng môn học tự chọn và bắt buộc khác nhau. Thì tất cả các chuyên ngành thì đều có là 16 môn chuyên ngành và trong đó là có 8 môn tự chọn. Chỉ riêng với lại Accounting thì có cái sự khác biệt lớn, đó là 19 môn chuyên ngành và 5 môn tự chọn. Từ vì mọi người biết đó là Accounting là cái ngành nó khá là hot ở Úc, từ vì nó có thể là cho sinh viên cái pathway để có thể định cư sau khi là tốt nghiệp. Thì đối với cái chương trình này á, thì đòi hỏi sinh viên phải học đầy đủ tất cả các môn chuyên ngành thì mới có thể xin làm skill assessment với lại CPA và ACCA. Đó là lý do tại sao mà chương trình này nó có tới là 19 môn học chuyên ngành. Nhưng mà mọi người có thể thấy ở đây là với Úc thì chỉ có là chương trình cử nhân á, thì sinh viên chỉ cần có học 24 môn mà thôi. Mà 24 môn như vậy thì nó có thể giảm trải ra là cho 3 năm học và không có yêu cầu sinh viên phải học 4 năm mới có thể là lấy được cái chương trình đại học. Đó là cái điểm lợi khi đi du học ở Úc ạ. Vâng, có một cái mà em muốn nhấn mạnh ở đây là chương trình cử nhân của bên em á, thì có một cái chương trình thực tập. Nó khá là thu hút nhiều sinh viên quốc tế của bên em, từ vì cái tỷ lệ mà sinh viên sau khi đi thực tập xong của bên trường mà được giữ lại đi làm nó lên tới hơn 50%. Đối với những bạn mà muốn theo cái chương trình thực tập này thì các em đó cần phải học một cái môn vào cuối năm 2, nó gọi là Skill for Workplace Success. Thì sau khi mà sinh viên hoàn tất cái chương trình này á, và điền một cái form cho nhà trường để nhà trường biết được là các bạn có nguyện vọng đi thực tập, thì nhà trường sẽ có một cái bộ phận take care về cái việc là tìm những cái cơ hội việc làm cho các bạn. Thì tất nhiên là kể cả khi đi internship thì các em cũng cần phải được interview qua những cái quy trình nó có một cái tiêu chuẩn đàng hoàng, có nghĩa là sinh viên vẫn phải được interview bởi 2 nhà tuyển dụng. Thì nếu các em được chọn một trong 2 nhà tuyển dụng đó thì các em có thể là đi internship là khoảng 12 tuần. Thì 12 tuần như vậy thì sinh viên sẽ đi khoảng 3 buổi một tuần. Đó thì sau 12 tuần đó thì sinh viên sẽ kết thúc cái buổi internship và cái chương trình nó tương đương với lại 2 môn
tự chọn, nó gọi là internship 1 và internship 2. Thường thì bên trường sẽ recommend sinh viên là đi thực tập vào cuối năm 3, từ vì cái tỷ lệ sinh viên nhận được việc làm sau khi tốt nghiệp tại cái employer đó nó khá là cao, cho nên là bên em lúc nào cũng recommend sinh viên là nên đi học vào năm cuối năm 3 để có thể học xong và đi làm luôn và không cần phải là quay lại học ở trường nữa. Thì đây là một cái chương trình nó khá là hay và nhiều sinh viên rất là thích tham gia, kể cả trong cái giai đoạn COVID này thì khi mà mình không thể nào ra khỏi nhà thì bên trường của em vẫn có những cái mô hình là internship, là làm work from home cho các bạn, chứ không phải là COVID xảy ra mà bên trường không có cái cơ hội internship cho sinh viên ạ. Ồ, như vậy cái chương trình này rất là hữu ích cho các bạn sinh viên đúng không? Là khi mà đã các bạn đến Kaplan Business School học thì ngoài cái việc là trong cái quá trình học đã được hỗ trợ rất là tốt, thì ngoài ra là các bạn còn được chuẩn bị rất là kỹ lưỡng để trước khi mà các bạn có thể ra ngoài làm việc, từ các việc là hỗ trợ trong việc interview đến là sắp xếp các internship cho các bạn, và chắc là cũng có những cái chương trình hướng nghiệp cho các bạn để mà các bạn hiểu hơn về cái industry trước khi ra ngoài làm đúng không Vanessa? Dạ vâng, trong cái quá trình học thì bên trường em thường xuyên là tổ chức những cái workshop cho sinh viên. Những cái workshop đó nó sẽ bao gồm rất là nhiều chủ đề, nhưng mà nhiều vẫn là chuẩn bị cho các bạn để sau khi học xong là tìm được ready for job luôn đó chị. Có nghĩa là có thể là vào làm việc luôn chứ không phải có cái sự bỡ ngỡ. Nó giống như là chuẩn bị trước cho sinh viên vậy. Thì cái bộ phận mà Career Central Team của bên em á, thì là sẽ hỗ trợ cho sinh viên về mạng, là ví dụ như là có thể giúp sinh viên build up cái resume, có thể là đưa ra những cái tips cho sinh viên là cách mà mình open cái networking của mình như thế nào, và đồng thời là nếu bạn nào mà chuẩn bị có cái job interview thì họ cũng có thể là coach sinh viên, nghĩa là huấn luyện sinh viên cái cách mà trả lời phỏng vấn ra sao, và đồng thời có thể là cũng là cách ăn mặc như thế nào thì có thể là tạo được ấn tượng với nhà tuyển dụng. Thì có rất là nhiều cái mà bên em làm sinh viên, tại vì cái bộ này không phải là mới lạ gì. Em biết là nhiều trường uni họ cũng có cái bộ phận là Career Central Team, nhưng mà active hay không thì mình không biết, nhưng em biết được chắc chắn là ở Kaplan Business School thì họ rất là active, và họ thậm chí họ còn có những cái record lại là bao nhiêu sinh viên được tìm được job, và tỷ lệ là sau khi internship xong là bao nhiêu bạn được giữ lại đi làm, thì cái tỷ lệ nó khá là cao. Thì nếu mà mọi người quan tâm kỹ về cái con số thì em có thể chia sẻ sau với lại APC sau khi là lấy những cái thông tin đó để chia sẻ ngược lại với APC, thì các bạn có thể dùng thông tin đó để promote cho các bạn sinh viên Việt Nam cũng như quốc tế. Cái này rất là tốt, thông tin này rất là tốt, tại vì là mục đích cuối cùng của các bạn sinh viên sau khi đi học đó là làm sao để các bạn có thể vận dụng được những kiến thức đã học ở nhà trường để có thể đi ra làm thành công và có thể tìm được job. Và khó khăn đối với các bạn sinh viên quốc tế đó là các bạn cũng chưa hiểu về cái văn hóa làm việc ở bên Úc, cũng như các bạn cũng chưa biết được là khi mà đi ra ngoài làm thì mình cần phải chuẩn bị những kỹ năng gì. Thì mình nghĩ rằng cái sự active của cái bộ phận career support cho các bạn sinh viên sẽ rất là cần thiết và hữu ích, đặc biệt là với các bạn sinh viên quốc tế, các bạn sinh viên Việt Nam. Dạ vâng, vâng. Em cảm ơn chị. Tiếp theo thì em cũng muốn xin giới thiệu về các khóa mà sau đại học của bên em. Thì khi mà em bắt đầu làm cho Kaplan Business School những năm về trước ấy, thì là bên trường mình chỉ có focus là MBA lẫn Master of Accounting thôi. Nhưng mà hiện tại thì nhà trường đã có thêm một số cái khóa mới mà nó có thể là cho sinh sự lựa chọn hơn. Thì thứ nhất em cũng xin nói tới một cái khóa mà bên trường của em vừa mới launch trong cái thời điểm đầu năm nay á, là nó thu hút được rất là nhiều sinh viên đang theo học, thậm chí bản thân em cũng đang theo học một trong những khóa này để có thể hiểu thêm, tại vì đây là một cái ngành nó khá là hot và có thể đưa ra những nhiều cái cơ hội nghề nghiệp cho các bạn trong tương lai, đó là về Business Analytics. Đó thì Master of Business Analytics của bên em á, thì có hai cái version. Một cái version là 1.5 năm và cái version là 2 năm. Những bạn là muốn đi chuyên sâu vào cái chuyên ngành này, thì đối với những sinh viên mà offshore đó, mà cái bằng đại học của các bạn nó không có tương đương với bằng đại học của Úc, thì bắt buộc các em ấy thường là phải học qua một cái lớp đệm, nó gọi là Graduate Certificate in Business Analytics. Nghĩa là mình học qua một cái lớp là Graduate First, nhưng mà tự vì cái bằng là chứng chỉ sau đại học này, nó cũng những cái môn trong đây nó đều thuộc của cái ngành MBA, xin lỗi, cái chương trình Master, cho nên là khi mà sinh viên học package như vậy thì các em không cần phải học lại các môn của Master, mà đồng thời cái thời gian mà học giữa cái khóa package là Graduate Certificate với
master của bên em nó vẫn là 2 năm mà thôi, và cái số tiền mà sinh viên đóng tiền học thì nó cũng chỉ bằng với lại sinh viên pay cho cái khóa 2 năm như vậy. Từ vì những cái môn đang học ở đây nó đều thuộc vào đây, khi sinh viên mà lên chương trình master thì sẽ được công nhận cái môn đó và không cần phải học lại. Đó, thì cái này là có cái sự khác biệt giữa cái yêu cầu đầu vào cho sinh viên là tốt nghiệp ở trường đại học Section 1 ở Việt Nam và những trường đại học Section 2. Cái này thì em sẽ giải thích một chút kỹ hơn trong cái yêu cầu đầu vào chút nữa. Vâng, thì cái chương trình Business Analytics này á, thì nó không có nặng về IT, từ vì nhiều bạn khi mà đọc cái tên của cái chương trình thì nghĩ là ôi cái này là chắc chắn là phải có cái bằng cử nhân về IT thì mới học được, nhưng không, vì cái bên em là business school cho nên cái cách mà bên em design cái course đó, nó cũng khác so với trường uni. Bên em sẽ đưa nhiều về cái các môn liên quan nhiều về business hơn. Tất nhiên mình cũng vẫn phải dạy một số cái technical part giống như là sử dụng một số software hoặc là dạy sinh viên coding, nghĩa là làm cái ngôn ngữ về coding á, để cho các em có thể là biết mà xử lý cái thông tin dữ liệu thế nào trước khi mình dùng cái thông tin dữ liệu đó để tạo lên những cái visualization, là những cái biểu đồ để có thể hiểu được cái mô hình công việc của mình là để đưa ra những cái quyết định kinh doanh cho nó đúng đắn. Đó thì nó không khó đâu. Bản thân em là người không có bất cứ một cái business experience nào trong cái chương trình đó, đều đều về IT và đều có thể là theo học được. Đó. Hai cái mô hình chính của bên chương trình chính của bên em là cái chương trình 12 môn và chương trình 16 môn. Đó thì tùy vào cái nguyện vọng của các bạn muốn học sâu hay không sâu thì có thể là lựa chọn 1,5 năm hoặc là 2 năm tùy. Ok. Thì có bạn hỏi em á là Master of Business Analytics của bên chị thì có được làm công nhận bởi ACS là cái bộ phận mà làm skill assessment hay không, thì em cũng xin nói luôn để các bạn không có cái sự là nó không rõ ràng á, để các em có thể hiểu được luôn. Thì bởi vì nó không có nhiều các môn về IT cho nên là bên em không có được không có thể là học những cái môn này và sau đó và sử dụng để làm skill assessment. Tuy nhiên theo em hiểu là đối với những bạn tốt nghiệp cái ngành này và sau đó là có kinh nghiệm làm việc trong cái vị trí là business analyst thì vẫn có thể là sử dụng cái experience cộng với cái bên trường em để xin làm skill assessment vẫn được, chứ không phải là không được. Nhưng mà nhà trường, cái bằng của trường á, thì sinh viên học xong thì đều được công nhận trong cái gọi là cái hội, cái hiệp hội về business analytics thì nó gọi là IAPA. Đó thì sinh viên sẽ công nhận là một trong những thành viên của cái hội IAPA này, là hiệp hội của những business analyst. Như vậy có thể thấy là bên trường Kaplan Business School mặc dù là chuyên về business nhưng mà mình có rất là nhiều các cái khóa học đa dạng đúng không? Vừa về business này, vừa về accounting này, xong rồi bây giờ lại có những cái khóa về business analysis để các bạn có thể là học thêm những cái kỹ năng mà nó đang rất là gần như nói là đang rất là hợp thời á. Nhất là bây giờ mọi người đang nói về future work, nói về technology rất là nhiều, thì những cái khóa học này cũng sẽ rất là phù hợp với các bạn sinh viên nếu mà các bạn muốn để có thể có cái sự chuẩn bị tốt hơn cho tương lai và học thêm về công nghệ thì mình nghĩ là rất là phù hợp. Thì mình nghĩ là bên trường rất là nhiều các cái khóa học để phụ huynh học sinh có thể lựa chọn, thì nếu mà trong trường hợp các bạn có những cái thắc mắc về các cái khóa học này thì các bạn có thể liên hệ với đại diện của APC hoặc là với bên trường Kaplan để có được những cái sự giải đáp rất là chi tiết hơn về từng cái khóa học. Thì mình nghĩ là trong cái buổi livestream ngày hôm nay thì chắc là Vanessa cũng không thể nói được hết về chi tiết về từng khóa học. Thế nhưng mà bên mình cũng có thể là đại diện của bên Kaplan Business School cũng như là bên APC sẽ chia sẻ với các bạn cụ thể hơn sau cái buổi livestream này. Có một cái câu hỏi nữa mà các bạn sinh viên khi mà đến với APC rất là hay hỏi, đấy là cái điều kiện đầu vào của bên trường Kaplan là như thế nào, Kaplan Business School là như thế nào, và có sự khác biệt về yêu cầu đầu vào với những các bạn sinh viên onshore, đấy là những cái bạn sinh viên hiện tại đang học ở Úc, và những bạn sinh viên offshore, đấy là những các bạn sinh viên mà hiện tại đang ở Việt Nam, ở các nước châu Á khác hoặc là bên các cái khu vực khác của châu Mỹ Latin chẳng hạn. Thì Vanessa có thể chia sẻ một chút xíu về cái điều kiện đầu vào của bên trường mình được không? Chắc chắn rồi. Thì tất nhiên là đối với tùy khu vực và tùy nước thì cái yêu cầu đầu vào nó có cái sự khác biệt khác nhau. Tuy nhiên là có một cái điểm chung ở đây, đó là cái
English entry requirements của bên em thì nó có sự khác biệt, không phải sự khác biệt là cái điểm chung cho tất cả các chương trình học luôn. Thì thứ nhất là em xin nói tới về diploma, thì diploma cái yêu cầu đầu vào thì nó chỉ có là IELTS tương đương là 5 chấm và không bên, xin lỗi, 5.5 và không bên nào dưới 5 chấm là được. Những bạn mà không có bằng IELTS nhưng mà có bằng PTE thì chỉ cần đạt được là 47 điểm PTE là có thể đạt được yêu cầu đầu vào tiếng Anh của bên trường Kaplan Business School. Ngoài ra đối với những bạn là offshore ở Việt Nam chẳng hạn mà chưa có kịp thi IELTS lẫn như là thi PTE thì các em vẫn có thể là đăng ký là làm một cái bài test online với trường Kaplan Business School. Thì bài test các em có thể tự làm ở nhà và do trường là tạo cái login detail cho các bạn để các bạn có thể là vào trong đó để mà làm bài test. Dạ, thì cái này thường là sẽ có yêu cầu từ bên APC mà nhà trường sẽ tạo ra cái account để cho sinh viên có thể tự làm bài test ở nhà. Vâng, với cái chương trình cử nhân và chương trình thạc sĩ ấy, thì bên em là có cái yêu cầu đầu vào tiếng Anh nó giống nhau. Có nghĩa là sinh viên chỉ cần điểm IELTS là 6.0 mà thôi và không bên nào là dưới 5.5. Speaking và writing là phải là 6 chấm. Đó, thì em xin nhấn mạnh ở đây là kể cả master course thì bên em chỉ yêu cầu là IELTS 6 chấm, không phải là 6.5. Ha. Thì cái điểm này nó thấp hơn so với lại các trường uni. Nên đó là một cái điểm thuận lợi cho sinh viên khi mà đăng ký theo học ở Kaplan Business School. Như vậy cái điều kiện đầu vào tiếng Anh như vậy rất là tốt đúng không? Và giai đoạn này thì rất nhiều bạn sinh viên đang lo lắng bởi vì là không book được lịch thi PTE hoặc là IELTS bởi vì là do Covid nên là cũng bị hủy rất là nhiều. Thế thì từ phía nhà trường cũng rất là flexible. Như vậy là mình có thể là đăng ký làm bài test đầu vào. Và như vậy thì các bậc phụ huynh hoặc là các bạn sinh viên nếu mà cân nhắc cái việc đi du học ở thời điểm này thì cũng không phải lo lắng lắm về cái điểm tiếng Anh. Vì bên phía trường cũng có những cái chương trình test cho các bạn đầu vào. Dạ vâng chị Minh. Dạ. Còn ngoài ra về cái academic entry requirements, nghĩa là cái điểm học tập của sinh viên á, nếu như các em là đi từ Việt Nam thì có hai cái phần mà em xin nói tới. Thứ nhất là với sinh viên mà muốn học cử nhân của bên em thì chỉ cần sinh viên đạt được là điểm tốt nghiệp lớp 12 là với điểm trung bình là 6.5 trở lên là được, chứ không cần phải là 7 chấm hoặc 7.5, 6.5 là được. Còn đối với các bạn mà theo học chương trình thạc sĩ của bên trường em thì cái bằng của sinh viên cần phải là bằng tốt nghiệp là được chứ không cần phải là 6.5. Có nghĩa là các em tốt nghiệp là cái trường đại học đó là section 1 hoặc là section 2. Thì như bạn chị đang nói tới section 1 hoặc section 2 thì nó là trường như thế nào. Thì section 1 thì thường là những trường nó giống như trường công lập ở Việt Nam mình vậy, ví như đại học quốc gia hay đại học ngoại thương hoặc là đại học kinh tế thì nó thường nó là những trường đại học section 1 thì nó tương đương với lại bằng đại học Úc. Nhưng ví dụ các bạn là tốt nghiệp ở những trường như là dân lập hoặc là những trường gọi là bán công chẳng hạn, ví dụ như đại học dân lập Văn Hiến hay là đại học dân lập Hồng Bàng hoặc là những là bán công ở Việt Nam á, thì nó chỉ tương đương với Section 2 thôi. Thì đối với Section 2 như vậy thì chỉ có một chương trình duy nhất là sinh viên có thể vào thẳng được, đó chính là Master of Accounting của bên trường mình. Còn ngoài ra tất cả các chương trình cử nhân khác thì nhà trường sinh viên bắt buộc phải có là tốt nghiệp đại học Section 1, có nghĩa là trường công lập ở Việt Nam trở lên. Đó. Thì trong tháng 11 này chị Minh ạ, bên em sẽ có một cái chương trình mới gọi là cái chương trình giống như là dự bị thạc sĩ vậy. Thì bên em sẽ giới thiệu ra sớm khi mà nó có, em có thêm thông tin để có thể chia sẻ bên mình. Thì cái này là dành cho những bạn mà tốt nghiệp đại học Section 2 nhưng mà không vào thẳng được chương trình thạc sĩ. Thì bên em sẽ học cái chương trình dự bị thạc sĩ và sau đó là vô thẳng chương trình chính luôn. Thì đó là cái khóa mới mà bên em chuẩn bị launch. Nhưng mà hiện tại em chưa có đủ đầy đủ thông tin để có thể chia sẻ với bên mình. Dạ. Ok, như vậy là cũng rất là flexible đúng không? Với các bạn sinh viên mà tốt nghiệp từ các cái trường Section 1 thì các bạn có thể là enroll vào luôn các khóa học của bên mình. Còn nếu mà Section 2 thì mình cũng có cái option khác, đó là các bạn có thể học cái kỳ intake tháng 11 đúng không? Dạ, chính xác ạ. Thì hy vọng là khi có những cái thông tin đó thì APC cũng có thể là chia sẻ thêm với các bạn sinh viên và phụ huynh để mọi người có thể quyết định cho cái việc du học ở bên Úc nó dễ hơn. Thì đó là cho sinh viên ở Việt Nam chị Minh. Còn sinh viên nếu mà đang ở Úc mà muốn chuyển sang bên trường của em thì bên em thường là có đối tượng thứ nhất là sinh viên học xong cấp 3 ở Việt Nam ở Úc, xin lỗi, và sinh viên đang học đại học ở một trường của Úc mà muốn xin chuyển sang em thì có những yêu cầu nào. Thì với sinh viên mà học cấp 3 ở Úc ấy, thì sinh viên cần phải có điểm ATAR là khoảng 55 trở lên thì có thể đạt được yêu cầu đầu vào của bên trường của em.
sinh viên học high school xong. Còn những bạn nào mà đang học ở một trường uni thì cái yêu cầu đầu vào nó khá là dễ rồi, và chỉ cần các bạn là không có fail quá nhiều những cái môn trước của trường các bạn đang học mà chuyển sang bên em là được. Thì kể cả em bên trường vẫn có một số bạn là fail cũng khoảng là 80%, nhưng mà bên trường của em vẫn có thể là chấp nhận những cái hồ sơ đó, tại vì nhìn vào các bảng điểm của sinh viên xem coi là sinh viên có cố gắng thi hay không, có đạt được cái điểm mà nó có thể là accept hay không, acceptable hay không, và nhà trường sẽ nhận những cái sinh viên như vậy. Thì đa phần là cái onshore student á, nghĩa là sinh viên đang ở trong nước Úc mà chương trình trường, thì cái yêu cầu nó cũng khá là dễ chứ không cũng không khó khăn gì. Nên là đó là lý do tại sao mà Kaplan Business School cũng thu hút khá là nhiều sinh viên hiện tại đang onshore, đang là onshore student. Thì nhân Vanessa đang nói về cái chuyện mà các bạn nhồi vào cho các bạn sinh viên onshore đó, thì bên mình cũng có nhận được một số các cái câu hỏi của các bạn là hiện tại các bạn đang học các cái trường đại học cao đẳng khác ở Úc. Thế tuy nhiên thì các bạn vẫn đang vướng cái điều kiện là 6 tháng để mà có thể release và chuyển sang cái trường mới. Thế thì ví dụ như các bạn bắt đầu học từ tháng 3, thế nhưng mà bây giờ nếu mà các bạn xin vào cái intake cái đợt thứ hai của bên trường á, thì có lẽ các bạn lại không có thỏa mãn được cái điều kiện là ít nhất 6 tháng học cái khóa học chính. Thế thì không biết trong trường hợp này thì trường Kaplan thì có những cái quy định gì để mà các bạn có thể chuyển sang được hay không? Vâng, thì trường Kaplan Business School của bên em thì tất nhiên là sẽ tuân thủ theo những cái quy định của Bộ Giáo dục của Úc, cũng như là cái National Code là trong cái việc là chuyển trường của sinh viên. Thì tất cả các em mà khi mà chuyển trường mà dưới 6 tháng khóa chính thì bắt buộc là phải có release letter. Trong trường hợp mà các em không xin được release letter thì sẽ có cái hai phương án cho các em ấy. Nếu sinh viên là sinh viên đang học thạc sĩ đi, thì các em có thể là tham khảo vào cái chương trình cái intake mới của bên em vừa mới được announced ra vào khoảng vài tuần trước. Thì bên em hiện tại có một cái intake mới, nó rơi vào tháng 9, thì dành cho sinh viên học thạc sĩ. Các bạn đang học chương trình thạc sĩ thì có thể theo học vào intake tháng 9. Và cái intake này nó chỉ có là 6 tuần thôi, thay vì là 12 tuần như là các intake bình thường. Thì từ vì nó 6 tuần cho nên cái study load nó cũng double, nó cũng cao, nó cũng là gấp đôi so với một cái intake bình thường. Và nhà trường của em cũng chỉ có yêu cầu những bạn enroll vào tháng 9 này á là đăng ký một môn thôi, không cần phải học tới hai môn. Bạn nào cảm thấy tự tin mà muốn học là hai môn để cho nó hoàn tất cái chương trình nó nhanh hơn thì các em vẫn có thể đăng ký, nhưng mà nhà trường chỉ khuyến khích là do là cái khóa này là khóa cấp tốc, nó giống như là khóa cấp tốc vậy, thì sinh viên chỉ cần học một môn là đủ. Thì cái end date khóa September này thì nó cũng sẽ match với lại cái start date của cái khóa tháng 11, và từ khóa tháng 11 thì nó vẫn là một cái intake 12 tuần bình thường đó. Thì đó là muốn học ngay sau khi mà finish 6 months của cái chương trình của trường cũ. Còn muốn học 6 tuần cảm thấy nó quá stress cho các bạn, hoặc là các bạn là sinh viên cử nhân không phải là sinh viên thạc sĩ, thì mình không thể tham gia vào khóa tháng 9, thì các em có thể là xem xét là tham gia vào tháng 11. Thì tháng 11 của bên em thì như vậy thì nó sẽ có một cái gap, nó gọi là cái study gap là khoảng tháng 9, tại vì thường tháng 9 là sinh viên đã xong hoàn tất 6 tháng của cái chương trình cũ rồi, đúng không ạ? Thì sinh viên cần phải học một cái gọi là filling gap course, là khoảng là lớp nó là English để fill cái gap để sinh viên không có bị phạm cái luật student visa. Như vậy là cũng có những cái phương án rất là phù hợp cho các bạn sinh viên nếu mà muốn chuyển trường, đúng không? Và trong trường hợp mà các bạn chưa lấy được cái release letter thì đây cũng là một cái tin cho các bạn để các bạn cũng có thể cân nhắc. Đó, thì cảm ơn Vanessa rất là nhiều, bởi vì có khá là nhiều bạn sinh viên đang vướng ở cái vấn đề này và cũng có đặt câu hỏi về APC trong cái thời gian vừa qua. Tất cả các sinh viên học vào tháng 9, chị bên trường của em sẽ miễn enrollment fee hết cho tất cả các bạn học vào tháng 9. Đây là một tin vui cho các bạn nếu mà có nhu cầu. Ok, như vậy là cái yêu cầu đầu vào đối với các bạn sinh viên onshore và offshore của phía trường Kaplan Business School thì cũng khá là flexible, nên là các bạn cũng mạnh dạn cân nhắc cái option là học với cái trường Kaplan Business School và có thể liên hệ với cả bên đại diện của APC nếu các bạn có những cái câu hỏi về các khóa học, cũng như là các bạn không có sure lắm là mình có đáp ứng được cái yêu cầu đầu vào của trường hay không, hoặc là khóa học nào phù hợp nhất với cả các bạn, thì các bạn có thể là inbox với cả trên trang Facebook của công ty APC và có thể liên lạc với cả đại diện của Kaplan Business School để có thể có những cái thông tin chính xác nhất. Thì không biết là những cái thông tin về cái phần yêu cầu đầu vào thì có mục nào mà Vanessa muốn chia sẻ thêm với các bạn nữa không?
Thật ra thì yêu cầu đầu vào của bên em cũng chỉ đơn giản như vậy thôi ạ. Nhưng mà nếu cơ hội thì em cũng muốn chia sẻ thêm cái chương trình scholarship hiện tại bên em đang có cho sinh viên quốc tế của mình. Thì không biết là chị Minh có muốn nói đến cái phần này chưa hay là một chút nữa mình mới nói được. Phần này là cái phần một trong những phần mà rất là nhiều bạn học sinh đang quan tâm và phụ huynh cũng đang rất là quan tâm. Thì ở đây có hai mục mà mình rất là muốn Vanessa chia sẻ thêm. Cái thứ nhất là các cái chương trình học bổng của trường, những chương trình học bổng bình thường cho các bạn học sinh đến từ Việt Nam. Và cái thứ hai nữa là những cái hỗ trợ của phía nhà trường trong cái đại dịch Covid như thế này. Bởi vì chúng ta cũng biết là rất là nhiều phụ huynh cũng như là các bạn học sinh có bị ảnh hưởng rất là nhiều về mặt tài chính trong cái giai đoạn Covid, thì cũng muốn nghe xem là bên phía trường có những cái hỗ trợ gì cho sinh viên trong cái giai đoạn này. Vâng, em cảm ơn chị. Thì trước tiên em xin giới thiệu về những cái scholarship cơ bản mà bên trường của em bình thường vẫn hay có cho sinh viên Việt Nam của mình chị ha. Trước tiên muốn nói tới là regional scholarship. Thì regional scholarship là cái scholarship chia theo khu vực, thì em là được quản lý thị trường Đông Nam Á, thì là cái scholarship mà em thường mà promote cho sinh viên của mình đó là regional scholarship. Thì regional scholarship này nó là 10% dành cho các sinh viên đạt được yêu cầu đầu vào tiếng Anh cũng như là điểm học tập là 65% trở lên. Thì đối với sinh viên Việt Nam của mình mà tốt nghiệp lớp 12 mà có điểm IELTS đạt được yêu cầu đầu vào cũng như là điểm trung bình học tập là 6.5 trở lên, là nghiễm nhiên là các em là sẽ xin được cái học bổng là Regional Scholarship. Thì 65% nó là cái điểm thấp nhất nha, chứ không phải là cái điểm mà sinh viên cứ nghĩ là nhiều bạn cứ cứ hỏi em thêm được 80% thì cái scholarship nó có tăng lên hay không, thì 65% là cái điểm thấp nhất thôi đó. Thì 80% thì nó vẫn chơi vào cái điều kiện đủ để xin được cái regional scholarship này. Thì khi mà 10% này thì là 10% giảm cho toàn khóa học luôn chị Minh, chứ chỉ có học đầu tiên thôi, và sinh viên cũng không cần phải học đạt trên một cái mức điểm nào đó để có thể duy trì cái học bổng này, mà khi sinh viên đã được cái học bổng này sẽ được cho toàn khóa và không cần phải học là trên 50% hay trên 60% gì đó trong quá trình học để giữ học bổng đâu. Mình thấy cái chương trình này rất là good. Cái này thì khá là nhiều bạn được chị ạ. Bên em không có một cái gọi là cái quota hoặc là cái limit nào để giới hạn cái học bổng này. Nhưng mà có một cái học bổng khác khó đạt được hơn thì bên em lại có một cái limit, nó là khoảng 10 sinh viên, 10 sinh viên được cái điểm cái high achiever scholarship, là cái scholarship cho sinh viên xuất sắc, thì thường là dành cho những đạt được yêu cầu đầu vào tiếng Anh, đồng thời là điểm học tập là được là 90% trở lên đó. Nếu như tốt nghiệp 12 thì điểm lớp 12 phải được 9 chấm trở lên đó, và bên em thì sẽ cho 10 sinh viên một năm, thì là bạn nào là first come first serve, có nghĩa là bạn nào nộp trước thì sẽ được cho trước đó. Thì thường các em khi mà đạt vào cuối năm thì có khả năng là sẽ có cái cơ hội cạnh tranh nó sẽ còn cao hơn là so với những em đạt nộp vào đầu năm chị ạ đó. 10 học sinh này là chỉ cho là cho các bạn sinh viên Việt Nam hay là tất cả các bạn sinh viên trên thế giới? Cho khu vực Đông Nam Á chị. À thôi đúng không? Vâng, và cái này là 30% học phí, và 30% học phí thì sẽ là cho toàn khóa học luôn chị, có không phải là chỉ có học kỳ hoặc là một năm đầu tiên đâu ạ. Ok, như vậy các bạn phải đạt từ 9 chấm trở lên lớp 12. Dạ vâng, 9 chấm trở lên. Đối với sinh viên onshore thì là thường là bên em sẽ nhìn vào điểm thực tập một năm gần nhất. Ví dụ như là các em mới đã học một năm ở trường UNIA nào đó mà muốn chuyển sang bên em, thì bên em sẽ nhìn cái điểm học tập một năm gần nhất. Hoặc các em nếu chỉ học một học kỳ thì có thể là nhà trường sẽ nhìn vào cái điểm high school nữa, để có thể là đánh giá là xem bạn này là có đạt được 65% hoặc là 90% hay không, để cho sinh viên cái scholarship đó. Em muốn xin nói thêm là có một số bạn thì không có học ở uni ở bên này mà lại học ở những cái trường là trường nghề ấy, chị gọi là school ấy, thì thường là các điểm của các em ấy sẽ không có cái điểm để mà xác định nó là 65% trở lên hay là 90%, mà cái điểm của các môn của em ấy chỉ show là pass hoặc là competent hoặc là completed, thì bên em sẽ không có cái number để mà xác định là những môn này là có đạt được cái mức yêu cầu để xin 10% học bổng hay không. Thì bên em vẫn sẽ tự động cho sinh viên những bạn này là 10% khi mà sinh viên apply đi học ở bên em. Thế là sinh viên sẽ nói là sinh viên đã học xong ở một trường vet và xin là 10% học bổng, thì bên nhà trường sẽ trả 10% học bổng tương đương với lại cái số tiền của regional scholarship chị ạ. Đó.
là một tin vui cho những bạn đã học deep ở một trường nghề hoặc là 3 search 4 ở một trường nghề mà muốn học tiếp lên chương trình Higher Education là cử nhân của bên em. Như vậy là các cái chương trình học bổng này có thể là từ 10% cho đến 30%, còn phụ thuộc vào cái kết quả học tập của các bạn ở bậc, ví dụ như ở lớp 12 cũng như là trong quá trình các bạn học ở Úc, đúng không? Dạ vâng ạ. Cái một học bổng tiếp theo muốn xin nói tới nó là Alumni Scholarship, là scholarship dành cho cựu sinh viên. Thì cựu sinh viên này không những là của Kaplan Business School mà kể cả của tập đoàn Kaplan luôn chị. Nếu sinh viên là cựu sinh viên của Kaplan Business School là những người mà đã học xong một cái bằng, ví dụ bằng cử nhân của Kaplan Business School mà muốn học tiếp lên bằng thạc sĩ chẳng hạn, thì sinh viên sẽ nhận được là 20% học bổng chị ạ, 20% học bổng cho tập học của cái một cái chương trình mới. Còn nếu như các em đó là đã học xong, ví dụ như là ở Kaplan Singapore đi mà muốn chuyển sang học với Kaplan Business School ở Úc, thì bên trường cũng sẽ giảm 10% học bổng cho những sinh viên đã từng học ở một trường khác của tập đoàn Kaplan đó. Em nói ví dụ như em bên APC của mình có một sinh viên là mới học Anh văn xong ở Kaplan English 4 tháng. Nhưng mà lại không có một cái offer của Kaplan Business School package với cái khóa English này, nhưng bây giờ lại muốn là học với Kaplan Business School sau khi hoàn tất cái khóa English đó, thì bên em cũng sẽ cho 10% học bổng để cho sinh viên có thể là có cái scholarship để chuyển tiếp học với Kaplan Business School. Ok, quá good. Như vậy là các bạn sinh viên nếu mà đã từng học với Kaplan Business School hoặc là học các cái khóa học tiếng Anh với cả bên Kaplan thì vẫn có thể là xin được học bổng sau khi mà các bạn quay lại học các khóa sau, đúng không? Dạ vâng, đó phải là cái chỉ cho những bạn mà đã học xong các khóa kia, hay là các bạn enroll nhưng mà các bạn ví dụ như học nửa khóa xong sau đó các bạn không có học tiếp nữa và bây giờ quay lại học thì các bạn đã có được học bổng nữa không? Dạ không ạ, sinh viên phải là hoàn tất cái khóa học mà sinh viên đã học ở trường thì mới để và xin học tiếp thì mới được giảm ạ. Chứ còn nếu mà mình đang học, mình bỏ dở, mình đi sau đó mình quay lại thì không có thể được công nhận không là alumni. Như vậy là các cái chương trình học bổng của bên mình cũng rất là thú vị cho các bạn sinh viên. Và đợt vừa rồi mình nghe nói là còn có những cái chương trình học bổng lên đến 50% gì đó phải không Vanessa? Dạ chính xác chị, thì đó là cái điểm mà em cũng chuẩn bị nói tới đây ạ. Thứ nhất thì em muốn nói tới cái gọi là cái Dean Award là dành cho sinh viên đang theo học của trường. Tại vì nãy giờ em nói tới ba cái học bổng kia là đều cho sinh viên mới hết đúng không ạ? Nhưng mà đây là cái học bổng mà dành cho sinh viên đang theo học ở trường, thì nó gọi là Dean's Award, là cái học bổng của ông trưởng khoa của trường trao tặng cho sinh viên đang theo học. Thì cái này chỉ dành cho những sinh viên mà thực sự xuất sắc thôi. Thì cứ mỗi học kỳ như vậy thì bên em sẽ nominate là một bạn cho mỗi campus á, và gửi cái profile đó cho bên ông Dean để ông xem xét, và bạn nào mà được cái trao tặng học bổng này thì tất cả các môn học mà còn lại của chương trình học của sinh viên sẽ được giảm 50% hết. Thì cái yêu cầu thì nó không có thì thường là dành cho sinh viên học giỏi và sinh viên có cái sự năng nổ hoạt động trong cái quá trình theo học ở trường, thì thường những bạn đó sẽ một trong những ứng viên xuất sắc để nhà trường có thể là trao tặng cái học bổng Dean's Award này. Thì cái này cũng là 50% học bổng nhưng mà dành cho những người đang theo học ở trường chị ạ. Ok. Còn cái một cái học bổng mà chị Minh vừa mới nhắc em để nói tới đó chính là cái học bổng 50% cho các bạn đăng ký học chương trình MBA chuyên ngành Health Services Management. Thì cái yêu cầu của cái học bổng này nó là gì? Là sinh viên cần có 1 năm kinh nghiệm làm việc trong cái lĩnh vực health, về sức khỏe. Thì cái kinh nghiệm này thì nó có thể bao gồm internship, bao gồm kể cả volunteer, bao gồm cả full time hoặc là part time, like working time luôn, có nghĩa là miễn sao nó là 1 năm. Và cùng những công việc nó liên quan về chăm sóc sức khỏe, ví dụ như là sinh viên có thể đó là nurse, các bạn đã có thể là làm trong aged care cũng được, hoặc là làm bất cứ cái ngành nghề nào mà nó liên quan tới health và medical, là về y sức khỏe và chăm sóc sức khỏe, thì sinh viên có thể là xin được 50% học bổng cho cái chương trình học MBA của bên em chuyên ngành Health Services Management, và nó chỉ áp dụng duy nhất cho học kỳ tháng 11 thôi. Có nghĩa là bạn nào mà đang có cái kinh nghiệm rồi mà muốn lên MBA mà xin học bổng thì hãy nhanh tay lên, tại vì nó chỉ áp dụng cho tháng 11 mà thôi.
Thì rất là thú vị. Như vậy là với các bạn sinh viên mà trước đây có cái chuyên ngành về các cái ngành về health chẳng hạn như là nursing hoặc những cái ngành chăm sóc sức khỏe, thì các bạn nếu mà muốn học tiếp lên cái bằng MBA và specialization về phần health thì các bạn sẽ có cơ hội để nhận học bổng lên đến 50%. Cái thông tin này Vâng. rất là thú vị. Hiện tại thì bên APC cũng đang có những bạn sinh viên đang theo học tại trường Kaplan Business School cái khóa này, và mình nghĩ là cái khóa này cũng đang là in high demand trong cái thời gian tới, đúng không? Vâng. Cái chương trình học bổng của bên Kaplan Business School thì nó rất là đa dạng, dành cho các bạn sinh viên onshore, offshore, các bạn alumni hoặc là các bạn sinh viên học các cái chuyên ngành đặc biệt của trường. Thế thì còn trong cái đợt Covid này thì hiện tại mình cũng đang có một số câu hỏi của các bạn theo dõi livestream hôm nay. Các bạn rất là muốn biết xem là về phía trường, trường có những cái hỗ trợ gì liên quan đến cái dịch Covid này không? Dạ vâng, em nghĩ là chắc chắn là sẽ có, từ vì hiện tại á, thì cái giai đoạn này nó cũng khá là mới, chỉ vừa mới sau cái intake tháng 7 thôi, thì em chưa có những cái thông tin chính thức cho tháng 11, nhưng mà em cũng muốn xin nói về những cái hỗ trợ mà bên Kaplan Business School đã làm cho sinh viên vào cái thời điểm tháng 7 vừa rồi. Thì hiện tại cái thời điểm tháng 7 vừa rồi á, thì bên em có một cái gọi là 5 triệu đô hardship fund, mà do là những cái management team của bên em đã trích cái lương của mình ra để mà là hỗ trợ cho sinh viên trong cái giai đoạn khó khăn này. Đó thì cái hardship fund này á, thì nó gồm ba khoản chính. Cái khoản thứ nhất là giảm 750 đô cho những sinh viên đã theo học, và những sinh viên sắp theo học ở bên trường Kaplan Business School vào đợt tháng 7, là những bạn sinh viên mới và sinh viên cũ luôn chị ạ. 750 đô giảm cái tiền học phí để các bạn đỡ cảm thấy là đỡ gánh nặng trong cái việc là khi đăng ký học ở Kaplan Business School. Còn ngoài ra thì có một số bạn là đã là sinh viên đang theo học, nhưng mà trong quá trình mà Covid nó xảy ra thì bị mất job hoặc là bị giảm giờ làm chẳng hạn, thì những bạn đó có thể là present cái hoàn cảnh của mình cho trường, và những bạn mà được xem xét approve thì những bạn có thể được nhận thêm 500 đô tiền voucher để mà có thể là dùng cái tiền đó để mua sắm nhu yếu phẩm, đồng thời được giảm thêm 750 đô nữa trong cái việc là giảm học phí. Có nghĩa những bạn là được approve cái phần đó thì tổng cộng với số tiền các bạn được là tới 2.000 đô chị ạ. Đó là 2.000 đô. Vâng, cái đó nó rất là hay. Vâng, cái thông tin này rất là hữu ích. Dạ vâng. Vâng, tháng 11 thì chắc chắn là bên em sẽ có đấy, sẽ có một số cái hỗ trợ mới, nhưng mà hiện tại thì em chưa có thông tin chính thức để mà giới thiệu trong cái buổi livestream ngày hôm nay, nhưng mà chắc chắn là sẽ update đến mọi người nhiều hơn. Nhưng mà hiện tại mọi người cũng có thể là nhìn vô những cái scholarship mà bên trường đang offer cho sinh viên quốc tế cũng như sinh viên Việt Nam của mình. Đó cũng là một trong những cái mà bên em đang làm để có thể là thu hút được sinh viên này hơn. Tại vì bên em nghĩ rằng cái việc là cho tiền giảm học phí thôi chưa đủ, scholarship nó cũng là một cái hình thức mà giảm học phí cho sinh viên, nó cũng là trực tiếp là giúp đỡ sinh viên trong cái thời giai đoạn khó khăn này chị ạ. Chính xác, chính xác. Mình nghĩ là các bạn sinh viên không chỉ ở Việt Nam mà tất cả các bạn sinh viên quốc tế thì đều có bị cái ảnh hưởng chung của Covid, đó là trong cái quá trình học ở đây thì các bạn từ phía gia đình thì cũng bị ảnh hưởng về công việc, hoặc là các bạn khi mà làm thêm ở đây cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Thì hy vọng những thông tin chia sẻ của Vanessa cũng trả lời cho cái câu hỏi của bạn Loan Nguyễn có đặt cho livestream ngày hôm nay. Và ngoài ra thì hôm nay thì bên livestream ngày hôm nay mình có cái sự tham gia của các bạn sinh viên của Kaplan, thì mình cũng rất là mong bạn Linh cũng như là bạn Trân có thể chia sẻ thêm với mọi người về những cái hỗ trợ của trường cho các bạn trong cái giai đoạn mà các bạn bị ảnh hưởng của Covid được không? Bạn Linh có thể chia sẻ một chút xíu về kinh nghiệm của em được không? Dạ, trong đợt Covid này thì trường Kaplan cũng hỗ trợ cho sinh viên, là tất cả các sinh viên trong trường đều được 750 đồng tiền hỗ trợ. Ngoài ra thì nếu mà những bạn nào mà có hoàn cảnh khó khăn mà bị ảnh hưởng bởi Covid như mất job thì có thể apply cái financial hardship, thì trường sẽ hỗ trợ 1.250 đô, bao gồm 750 đô cho tiền học phí và 500 đô là voucher để mình có thể mua đồ online hoặc là mua những đồ cần thiết ạ. Ừ. Thì em thấy là cái quy trình để mà mình apply cái tiền này nó khó không, hay là bọn em thấy cũng dễ dàng để mà có thể apply cái chương trình là mình chỉ điền vô form những thông tin cá nhân của mình, rồi lý do tại sao là mình cần cái financial hardship này thì trường cũng
dễ apply cho mình. À thế à, ok, cảm ơn Linh rất là nhiều. Như vậy là các bạn cũng có thể thấy là ngoài cái việc mà đưa ra những cái chính sách rất là hỗ trợ cho các bạn sinh viên, thì từ cả cái việc mà thực thi các cái chính sách đó đến từng các bạn sinh viên nó cũng rất là hữu ích đúng không? Và các bạn cũng không gặp nhiều cái khó khăn trong cái quá trình apply cho cái funding này. Còn Trân, Trân có thể chia sẻ thêm một chút là em thấy những cái hỗ trợ này nó có hữu ích như thế nào với em cũng như là các bạn sinh viên khác mà đang theo học ở trường Kaplan Business School được không? Dạ, em thấy những hỗ trợ này rất là tốt, vì ví dụ hỗ trợ cho học phí thì mình cũng đỡ hơn rất là nhiều. Thì hiện nay thì do dịch thì bố mẹ bên Việt Nam cũng làm việc cũng bị sốt giảm, cho nên là giảm học phí đó cũng rất là tốt cho gia đình và tốt cho mình. À, và một phần nữa là cho trường có thêm cái voucher 500 cho mình để mình có thể mua các mặt hàng online. Tại vì hiện tại là bây giờ Covid tới thì mọi người đều ở nhà nhiều, thì họ có thể order online đồ dùng học tập hoặc là mua những thứ cần thiết cho bản thân. Em thấy là rất rất hữu ích. Cảm ơn Trân, cảm ơn Linh. Thì các bạn chia sẻ những cái thông tin đó mình nghĩ rất là hữu ích, tại vì là không phải là trường nào cũng có những cái chính sách mà hỗ trợ sinh viên tốt như vậy, và đặc biệt là trong cái giai đoạn này thì như Vanessa có chia sẻ là chính những cái giảng viên cũng như là cán bộ của trường đã trích cái tiền lương của mình ra để hỗ trợ cho các bạn, thì cũng có thể thấy là cái đội ngũ giảng viên cũng như là staff của trường rất là commit với cả cái việc học, việc giảng dạy với cả các bạn sinh viên. Thì đây là mình nghĩ cũng là một cái điểm rất là good point, advantage của trường Kaplan so với các cái trường khác đúng không ạ? Vâng, thì mình nghĩ là ngày hôm nay trong cái livestream này mình đã có được rất là nhiều các cái thông tin thú vị từ chia sẻ từ bên phía đại diện của trường Kaplan Business School cũng như là các bạn sinh viên về những cái topics mà hầu hết các bậc phụ huynh cũng như là các bạn học sinh đều là rất quan tâm, từ những cái khóa học đến các cái campus, đến các intake học, rồi là các cái yêu cầu đầu vào, các học bổng cũng như là hỗ trợ. Thì bây giờ cái thời lượng cũng không còn nhiều, nhưng mình có một số các câu hỏi ở đây, thì có lẽ là mình sẽ đọc một số những câu hỏi chính và Vanessa có thể là trả lời thêm cho các bạn. Và với những cái câu hỏi mà mình chưa thể trả lời được hết trong ngày hôm nay, thì các bạn ở bên công ty APC sẽ liên lạc lại với các bạn sinh viên và sau đó sẽ có cái buổi tư vấn one on one với các bạn trực tiếp được không ạ? Thì mình có một câu hỏi của một bạn sinh viên gửi đến, đó là bạn nói là hiện tại bạn đã được 8 subject credits từ trường Homesland. Thì bây giờ bạn chỉ cần học 15 môn trên tổng số 24 môn. Thì như vậy thì bạn có đủ điều kiện học full time 2 năm ở Kaplan Business School không? Em cảm ơn chị Vinh, em có đọc được câu hỏi này của bạn Moon Hana. Thì theo em hiểu á, là thường là một cái chương trình 3 năm như vậy thì sinh viên sẽ học là 24 môn. Nếu như mà Hana đã được 8 môn credit từ Homesland rồi á, thì thường là em sẽ còn là 16 môn chứ không phải là 15 môn. Cho nên chị không không biết là một môn mà em được miễn ở đây là gì. Nhưng nếu mà em học đủ là 16 môn á, thì nó sẽ tương đương với lại 2 năm học full time ở Kaplan Business School. Nhưng mà theo chị hiểu, nếu như chị Minh có thể là trả lời giúp em nếu như em nói sai ha. Theo em hiểu là miễn sao sinh viên học một cái bằng ở trường ở Úc là 2 năm trở lên á, thì là sinh viên vẫn có thể xin được 48 năm visa. Thì em nghĩ là kể cả là cái chương trình đó là học một phần ở bên Homesland và một phần còn lại ở Kaplan Business School, nhưng mà nó vẫn là trên 2 năm trở lên thì vẫn miễn sao nó là Úc thì sinh viên vẫn nhận được là 48 năm visa đó. Thì nếu như em đã học 8 môn ở Homesland rồi thì thường là khi mà chuyển sang bên chị, nếu cái chương trình nó là tương đương, nghĩa là em ví dụ em học như business ở Homesland đi, mà em chuyển sang em học tiếp một cái chương trình về business của bên chị, hai cái ngành nó khá tương đương, thì hầu hết những cái môn em đã học ở Homesland sẽ được chuyển sang bên Kaplan Business School luôn. Nó cái ngành em học nó có sự khác biệt thì có thể là em sẽ được giảm ít hơn so với 8 môn, nhưng mà thường là sẽ được giảm hết nếu như cái chương trình nó tương đương với nhau. Ok, cảm ơn Vanessa. Thì mình thấy có một cái câu hỏi của bạn Loan Nguyễn cũng khá là liên quan đến vấn đề này. Thì bạn ấy nói rằng là bạn đang học semester 2 khóa Master Business ở một trường uni khác. Thì nếu mà kỳ sau bạn muốn chuyển qua Kaplan Business School thì bạn có thể chuyển điểm một số môn đã học bên trường cũ qua không? Chắc chắn là được Loan à. Tuy nhiên là mình như chị có nói đó, thì tùy vào cái chương trình mà em đang học ở bên trường đó, chương trình gì, và cái chương trình của bên Kaplan Business School em muốn apply là chương trình nào nữa. Nếu là hai chương trình nó khá là tương đương thì hầu hết những môn em học sẽ được chuyển. Còn nếu như nó có sự khác biệt thì là các môn em học có thể là
ví dụ như em học 4 môn thì có thể chỉ chuyển được khoảng 3 môn thôi chẳng hạn. Đó thì nhà trường phải xem vào cái chương trình học của em để có thể làm đưa ra cái quyết định nó đúng đắn. Nhưng chắc chắn là sinh viên đã học ở trường cũ khi chuyển thì sẽ vẫn được công nhận một số cái APL, nghĩa là cái điểm mà được transfer sang bên chị, chắc chắn là sẽ được. Thì cái phần này mình cũng xin bổ sung thêm một chút xíu, đó là bên phía APC thì trong những năm qua khi mà hỗ trợ các bạn sinh viên để mà apply các khóa học ở bên trường Kaplan Business School đó, thì bên mình cũng luôn luôn là tư vấn cho các bạn xem là các bạn có thể chuyển được những cái môn gì, và mình sẽ làm cái hồ sơ cho các bạn để mà chuyển điểm trong cái quá trình đó. Thì có thể có những cái môn mà mình có cái course online thì mình có thể là cung cấp với bên trường Kaplan Business School, thì bên bộ phận academic họ sẽ có được cái view nó rõ hơn là trong cái môn học đó bạn học những thứ gì, và nó có tương đương với cả các cái môn học hiện tại của bên Kaplan Business School hay không. Và như vậy thì các bạn sẽ được chuyển điểm qua. Thì với trong trường hợp này thì các bạn nếu cần cái sự hỗ trợ gì về cái phần xin học cũng như là chuyển điểm thì bên APC rất là sẵn lòng để giúp đỡ các bạn để mà chuyển điểm sang trường mới. Thì mình thấy có thêm một cái câu hỏi nữa, đó là nếu mà em hoàn thành khóa học Master of Accounting hoặc Bachelor of Accounting thì có được chuyển đổi sang CPA không? Hay miễn giảm bao nhiêu môn? Vâng, ok. Theo em hiểu thì CPA thì nó không phải là một cái chương trình học mà nó là một cái tổ chức mà để chứng nhận những cái gọi là skill assessment cho những sinh viên đã học ngành kế toán rồi. Thì tất cả các chương trình dạy accounting của bên Kaplan Business School đều được công nhận bởi CPA, ACCA cũng như là Chartered Accounting. Thì tất cả những sinh viên là học mà Bachelor of Accounting hoặc là Master of Accounting của bên em á, thì những cái môn sinh viên học thì nó cũng là những cái môn mà trong cái chương trình CPA họ yêu cầu. Thì khi sinh viên học xong, tùy vào cái số lượng môn mà sinh viên đã hoàn tất, thì khi mà mang cho CPA họ xét cái skill assessment thì họ sẽ advise sinh viên là đã đủ các môn chưa, và sinh viên có cần học thêm những cái môn nào nữa hay không, để có thể là lấy đủ, để có thể là có đủ các môn học để xin cái skill assessment này. Đó thì chị không biết là cái trường em đang học hiện tại Hana là có cái chương trình này nó có được accredited bởi CPA hay không, nhưng mà nếu em theo học ở các business school thì chắc chắn là những cái chương trình accounting nó đều được accredited bởi CPA. Thì những môn em học ở đây sẽ được CPA công nhận khi em làm skill assessment sau này. Cảm ơn Vanessa rất là nhiều. Và bên phía công ty APC thì bên mình cũng có cái phần hỗ trợ các bạn về tư vấn về định cư và giúp các bạn để làm các cái hồ sơ về skill assessment. Nên nếu mà các bạn có những cái thắc mắc gì liên quan đến việc làm skill assessment hoặc là cái bằng học, bằng cấp này liệu có được công nhận bởi các cái cơ quan có thẩm quyền ở bên Úc hay không, thì các bạn có thể là inbox trực tiếp cho bên chỗ APC và cái đại diện tư vấn về định cư của bên Úc của APC cũng sẽ chia sẻ với các bạn chi tiết hơn. Mình nghĩ là cũng còn có khá là nhiều các cái câu hỏi nữa của các bạn, tuy nhiên thì cái thời lượng ngày hôm nay nó cũng không có nhiều, và lúc nãy thì Vanessa cũng như là hai bạn Linh và bạn Trân đã chia sẻ rất là nhiều những cái thông tin thú vị rồi, thì có lẽ là mình sẽ hẹn các bạn vào một cái buổi livestream khác, và các bạn cũng có thể trong thời gian này inbox cho bên cho APC để có thể có những cái thông tin cập nhật hơn về các cái chương trình học bổng, các khóa học cũng như là các hỗ trợ của bên trường Kaplan Business School. Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng với cả APC và KBS trong cái buổi livestream ngày hôm nay, và rất là hy vọng là buổi ngày hôm nay sẽ cung cấp cho bạn những cái thông tin thú vị và rất là hữu ích về khóa học như là các cái chương trình hỗ trợ của trường. Trong thời gian tới thì công ty APC cũng sẽ có những cái buổi livestream tiếp theo cùng với cả đại diện của các cái trường học, tại các trường đại học như các trường nghề bên Úc, để các phụ huynh mặc dù là không thể sang Úc để có thể nói chuyện trực tiếp với đại diện của các trường trong giai đoạn này, nhưng vẫn có thể là livestream nói chuyện và chia sẻ cũng như là hỏi các cái thông tin từ đại diện từ phía trường để có những cái thông tin chính thức, cũng như là có được những cái quyết định trước khi mà sang bên Úc học cũng như là xin học và xin hồ sơ visa. Thì một lần nữa thì xin cảm ơn Vanessa, cảm ơn bạn Linh và bạn Trân đã tham gia buổi livestream ngày hôm nay, và rất là hy vọng sẽ có dịp gặp lại mọi người face to face khi mà dịch Covid qua. Và một lần nữa chúc mọi người sức khỏe cũng như là cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với công ty APC trong thời gian vừa qua. Cảm ơn.
Dạ, em cảm ơn chị Minh đã mời em đến cái buổi livestream ngày hôm nay và có cái buổi chia sẻ rất là hữu ích đến các bạn sinh viên Việt Nam của mình. Và chị cũng cảm ơn Linh và Trâm đã có những cái chia sẻ tốt về trường Kaplan Business School, và hy vọng là tụi em vẫn có thể là tiếp tục theo học một cách vui vẻ với lại Kaplan Business School. Và nếu cần có sự hỗ trợ gì thì đừng ngại contact với chị ha. Em cảm ơn chị Minh rất là nhiều. Cảm ơn em. Cảm ơn Trân ha. Cảm ơn Dạ, Linh. cảm ơn chị. Dạ, Em chào Linh. em Dạ, chào bye mọi người ha. Dạ, Dạ, dạ bye. vâng. Bye.